Con Lina ở nửa dưới sao quýnh được. Cũng tập hồi nãy thôi. Trời ơi, má đụng ngay con trâu vậy chứ. Nhưng mà có nhanh hơn hồi nãy. Có nhanh hơn. Hello Khang nha. Bây giờ mượn trấn anh Mochi rồi. Phải khác lúc nãy nha. Đấy bây giờ đánh đam không. Ồ thấy lực hơn, lực hơn. Đó thấy khác liền. Có chạy đâu, chạy lẹ đi. Chuyện khi con dòng ly của Ly nó mỏng quá. Ok, được. Được. Tăng hiệu quả nạp á, thấy không cần thiết lắm ha. Nó một em, hai em, hai em cho sói bù vô đây. No. À, tìm gì ra băm nổ không vậy? Trời, mới xuống đây quýnh nát vậy. Hồi nãy phòng trên quýnh chậm nha, mà xuống phòng dưới khác luôn. Đừng có chạy xa quá, đứng gần gần đi. Đừng mà. Trời ơi, chiều đâu quá thì con có chiều. Đừng mà, đứng gần nhau đi. Đúng rồi, đứng gần nhau cho nó nổ. Ok, ok. Hello bạn Vi nha. Trăm sáu mấy ca.
Ý chết chưa thiếu hình tình. Được mà, không có gì là không được. Lục Tâm Nguyên chơi hụt bổ kích. Trời ơi, má đấm phát Lục Tâm Nguyên không được. Kiên đi không được rồi, chưa kịp. Ừ, Men Thảo biêu sao ha? Men Thảo thì phải mặc bốn kiếp ha, đồng hồ hiệu quả nạp ly tinh thạch ly thảo ha. Nón tỷ lệ bạo cho bạn cầm cầm cây tây phong nha, tỷ lệ trên 50 hiệu quả nạp trên 250, vậy là ok bạn nhé. Team này là vô cảm tử. Sao Dông Ly nhảy cao vậy? Tại boss trọng lực mà. Con boss trọng lực mà, con nào cũng nhảy cao được hết á. À, team nó nổ bơm. Team này nó vô nổ bơm. Bơm nổ ghê quá. Ê, trời quá, mấy đứa làm ghê quá. Rồi, trời, con kia nổ, đúng, xong. Cố lên, con boss này chủ yếu là phá khiên thôi. Thích Lục Tâm Quyền trước đi. À, nãy sao dựng cái cột không trúng cái cây thì chứ. Chậm cái là được. Ok, một phát Lục Tâm Quyền. Trời, đấm hụt hoài. Trời nữa, lại bị tập 2 y chang luôn. Đây, cũng gạch thôi bể rồi. Trời, hụt bổ kích cái Lục Tâm Quyền của tôi, trăm mấy chục ca. Ừ, 15 giây cuối cùng. Hai giây. Ừ, vừa đúng thời gian. Được rồi. Preview. Nilo đang cầm thiết công kích, mặc 4 đó hoa trang viên cung mệnh không, tuyên bố 84 HP 55k, tinh thông 335. Nahida đang mặc ký ức,
cầm tóm tắt cung mệnh không, thiên phú 19, tinh thông 720, tỷ lệ 61 số tiền 130. À con hay ra thì con hay ra on field, nhưng mà cũng ok ngon. Hudina đang mặc đoàn kịch, cầm nanh sói cung mệnh không, thiên phú 99, xong nâng thiên phú ơi, e lên 10 MHP 37k, tỷ lệ 82 số tiền 180, nạp 180. Ừ, chỉ số ngon nhưng mà thiếu thiên phú E10 nha. Baiju mid 2 thiên nham 2 dấu ấn, cầm một cái pháp tinh luyện 5 cung mệnh không, thiên phú 88, nâng thiên phú của Baiju lên, hiệu quả nào 236 HP 52k, chỉ số thì ngon rồi, thiếu thiên phú. Trời mà dạo này Ly lười farm thiên phú quá nha. Heizo mặc 4 sử ký, cầm hồi ức tu lay tu la cung mệnh 5, trời ơi thiếu một cung mệnh kìa. Hàng gì tấn công K8 tỷ lệ 78 sẽ được bộ 200, sát thương phi tú không 85%, trời ơi có cung mệnh 6 là ác luôn đó, thiếu một cung mệnh. Bennett 4 tông thất, cầm tay phong cung mệnh 5, thiên phú 19 13 HP 30k, tỷ lệ 62 sẽ bộ 266, ê hiệu quả đọc 266. Dung Ly 4 thiên nham đang cầm thương tây phong level 70, úp cái thương tây phong lên, thiên phú E69 kìa, HP 43k, tỷ lệ 56. Con Dung Ly này anh chưa hài lòng nha Ly nha, thiên phú còn chưa 10 nữa. Farunzan đang mặc 4 thiên nham, cầm cung tây phong cung mệnh 6, thiên phú 12-13, tỷ lệ 57, hiệu quả nạp 251, nói chung là ngon. Master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu, Kamisato Ayaka, present.